san cần cơ mặt trời, phụ nữ quan trọng trong đề đàn ông. Lúc xưa nhà mẹ ẩm bồng nâng nuôi dạy dỗ thành công với nhà, lớn lên lập thật thành gia của người phụ nữ của ta mong lòng. Sẽ chia thân khó cùng chồng vẫn luôn tự nguyện không mong đất đền. Miếng cơm mà ngã vì con vẫn là phụ nữ héo hon thân gầy. Nuôi cho con được đủ đầy mãi sau con lớn tương lai rạng ngời. Cho dù bất đối sao rời, thủy chung son sắt suốt đời. Nghĩa tình phu thê vững bền vẫn luôn mãi mãi chồng con suốt đời. Thế giới này là của ai? Thế giới thống trị bởi ai? Vì con vẫn là